Cả nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 16 tháng 11 năm 2021, kênh nhà nông miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo nha. Thì thời gian gần đây là giá thanh long tương đối ổn định ha bà con. Có chênh lệch thì cũng chỉ khoảng dao động trong khoảng 1 đến 2.000 đồng ở các nơi thôi. Đó, cho nên là cũng không có biến động gì nhiều. Thì có như thế nào kênh nhà nông miền Tây sẽ cập nhật như vậy để bà con mình mỗi ngày có cơ sở chúng ta mua bán thanh long cho hợp lý nhất ha bà con. Thì hôm nay giá thanh long cụ thể như sau. Ở miền Tây Nam Bộ, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 16 tới 20 ngàn, loại 2 là từ 11 tới 15 ngàn, loại 3 là từ 6 tới 10 ngàn đồng, hàng giạt từ 2 đến 3 ngàn đồng, thanh long ruột trắng thương lái mua xô từ 7 tới 13 ngàn đồng ha bà con. Còn ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16.000, 15.000 và 14.000, bò sàng là 14.000, 13.000 và 12.000, hàng giạt từ 2 đến 3.000 đồng. Thanh long ruột trắng ở Bình Thuận thương lái mua xô từ 7 tới 10.000 đồng. Thanh long ruột đỏ hàng đệm Bình Thuận giá về vựa là từ 18 tới 20.000 đồng. Tùy theo mức độ hút hàng, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần dễ hay khó mà sẽ còn có một cái sự chênh lệch nhất định từ 1 đến 2.000 đồng nữa nha bà con. Lưu ý vấn đề này giùm kênh nhà nông miền Tây nha. Cảm ơn bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể truy cập các nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng nha. Và cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh để mang đến những thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Hiện nay thương hiệu đèn LED này đang có nhiều chính sách ưu đãi dành cho quý đại lý. Bà con mình muốn mở đại lý đèn LED, muốn mua đèn LED, đèn thanh long, đèn năng lượng mặt trời thì hãy liên hệ với công ty. Xin cảm ơn và xin chào.